Sáng qua, Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu đã ra quyết định xử phạt hai thanh niên tổng cộng 15 triệu đồng vì trước đó lợi dụng đi xét nghiệm COVID-19 để đi ra ngoài làm việc cá nhân mà không cần thiết. Trước đó, chiều ngày 16 tháng 8, tổ công tác C1911 Công an thành phố Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Âu Cơ thì phát hiện hai thanh niên trong kiệt 144 Âu Cơ có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, cả hai cho biết vừa đi xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu của địa phương về, địa điểm xét nghiệm cách nhà vài trăm mét. Tuy nhiên, qua xác minh, hai người sau khi lấy mẫu xét nghiệm xong, vẫn không chịu di chuyển về nhà mà đi qua nhà hàng xóm để hóng gió và tìm thuốc hút. Lực lượng 911 đã đưa cả hai về công an phường Hòa Khánh Nam để lập biên bản vi phạm hành chính về việc không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch.